Vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Mạnh Bonsai. Thì giới thiệu với quý vị và các bạn thì đây là cái biệt phủ của anh Trường Giấy ở dưới thành phố Hải Dương. Thì cách đây hơn một tháng, hình như khoảng 2 tháng rồi đấy. Gần 2 tháng thì tôi quay cho quý vị và các bạn rất là nhiều các cái video ở dưới cái sân cây nhà bác Trường đây. Hôm nay chắc chắn là quý vị biết rồi đúng không? Tại sao tôi lại làm cái video này? Bởi vì vừa rồi là bác Trường bác ấy mua phải nói là hai siêu phẩm đình đám nổi tiếng trong làng cây cảnh. Một là tác phẩm Ruối Lão Mai Đại Thọ, hai là tác phẩm Si Cổ có cái tên là Vạn Lý Trường Thành, bắt nguồn từ Trung Quốc về đấy. Đấy. Đây, tác phẩm Si đấy là đạt huy chương vàng cái triển lãm châu Á Thái Bình Dương thì phải, ngày 29 tháng 12 năm 2018 thì phải đấy, tôi nhớ thời gian như vậy này nhá, không để quý vị và các bạn đợi lâu nhá. Đấy, mấy bác kia ở bên trong kia đang đứng ngắm phong cảnh rồi. Đây, bên tay phải quý vị và các bạn đây, bên tay phải quý vị và các bạn thì giới thiệu với quý vị đấy, thẳng đấy vào là siêu phẩm Ruối Lão Mai Đại Thọ. Hôm nay thì bác Trường bác ấy đã kê quéo lại và nói rất là đẹp, rất là tuyệt vời rồi. Thì lần trước thì tôi đã quay rất là kỹ cho quý vị và các bạn rồi. Hôm nay tôi sẽ quay một cái gọi là tổng thể, có cái nhìn tổng thể cho quý vị và các bạn ngắm, được không ạ? Đây, giới thiệu với quý vị và các bạn ở vị trí này, vị trí ngay chân cầu thang, ngay dưới chân biệt thự của bác Trường. Rồi, bác ấy kê cái tác phẩm Ruối Cổ đây, Lão Mai Đại Thọ. Đấy quý vị và các bạn, trước khi quay tác phẩm Ruối đấy nhá, tôi quay cho quý vị và các bạn một vòng để quý vị và các bạn có được một cái nhìn tổng thể này. Vừa rồi là bác ấy gọi là kê lại rất là nhiều, thay đổi lại vị trí của các cây, đồng thời là mua thêm rất là nhiều những cây đẹp nữa, để nói là đình đám nổi tiếng trong giới cây cảnh Việt Nam luôn đấy. Đấy, tuyệt vời không quý vị? Rất là tuyệt vời. Đây là tác phẩm Long Chúa rồi, luôn luôn gọi là chễm chệ ở vị trí, lúc nào cũng ngay cổng ra vào bên tay phải. Vâng, không để quý vị và các bạn đợi lâu thì giới thiệu với quý vị, đây là siêu phẩm Lão Mai Đại Thọ, siêu phẩm Ruối quý vị ạ. Thì cũng chia sẻ luôn với quý vị và các bạn thì cái tác phẩm này là anh Trường mua của chú Hòa Taxi ở trên Văn Giang đấy. Thì rất tiếc là cái buổi mà chú ấy đưa cây về Hải Dương đây thì hôm ấy nó lại là vào cái ngày rằm tháng 7. Vào ngày rằm tháng 7 cho nên là hôm đó tôi bận hoặc là bận để làm rằm, cũng rầm, cho nên không chạy xuống làm cái video quay cái hình ảnh mà hôm đó chú Hòa chú ấy đưa cái cây này về biệt phủ đây của nhà bác Trường. Rồi hôm nay thì quý vị và các bạn nhìn đấy, bác ấy trải một lượt thảm cỏ nhân tạo bên dưới và xung quanh bác ấy trăng các cái dây đỏ rất là đẹp, nhìn nó nhẹ nhàng nhưng mà lại rất là nổi bật. Để bà đứng, để bà đứng thôi. Nó đứng ngoài thôi, để bà đứng đây. Nào ngắm đi anh ơi. Vào. Vào ngắm. Đây, giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là tên của tác phẩm Lão Mai Đại Thọ. Một bài thơ ngắn nhưng mà rất là xúc tích, nói lên tất cả.
À đây, giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là gọi là nghệ nhân đặc biệt chuyên làm cây với cả các cái tác phẩm quý này của Bắc Trường đấy. Anh có thấy lay động không? Nói chung bây giờ cái từ thì nó khó. Tác phẩm dưới này thì thực ra là đi rất nhiều các cái cuộc triển lãm lớn nhỏ rồi, nhưng mà vừa rồi là khi mà chuyển cây xuống nhà Bắc Trường đây là anh anh thợ anh ấy đã là lại hết bông, nhìn rất là mịn đúng không quý vị? Cái cây dưới này là tôi thích nhất cái quả phúc rất to, đều, cao, tròn. Cái này đây này, cái em thích là mấy cái đá này bác ấy lấy, bác ấy họa vào nó có cái nét cổ của nó rất giống màu của cây. Vâng, cái năm triển lãm lên tử có một con tử đấy phải không? Năm ý á? Vâng, tử đấy đó, năm bác ấy cấy đây sao cấy ở dưới đất lên mình ngắm ở cái tử là có một con tử này, nhưng mà chắc là không hợp lý cho nên là tháo đi rồi, chuyển cây về mình thế nó không thật cây. Vâng, vì là giờ đây là chuyển có một con mà nó nghêu cao tầm này. Nói chung con này mất mấy cây sờ thì sờ rất là nhiều, nhưng hôm nay là về nhà, hôm nay là trực tiếp rồi. Ngày xưa là ấy đấy, ngày xưa là không cấm được sờ vào hiện vật nữa. Vâng. Mà công nhận là cũng nhanh nhở, mới ngày nào mà các cái bông đã như này rồi, quá là tuyệt vời. Đấy, đặt ngay dưới chân tòa lâu đài mỹ mãn này. Nào, xếp bà. Nhìn như cục gỗ ấy hả anh? Vâng, ok. Đây, bây giờ để tôi đi về mé đằng sau đó nhá, tôi quay cho quý vị và các bạn. Nhưng mà phải nói là cũng rất là nhanh các cái bông này. Bông này làm độ 5 năm nay chứ bao nhiêu đâu. 5 năm nay vào bông mà. Bông này vào tầm 5-7 năm. Vâng, 5-7 năm mới vào bông. Triển lãm lịch sử này, triển lãm Bắc Linh này là mình đã nó gặp và nó đẹp lắm rồi. Vâng. Bây giờ cái form của nó bây giờ đúng là hoàn chỉnh như này. Chưa. Thì là cái bộ tàn này là triển lãm lịch sử nó đẹp rồi, kệ nó bình, để nó bình. Đúng, em nhớ là chỉ khoảng 5-7 năm thôi. 5-7 năm. Vâng. Đấy, quý vị và các bạn nhìn mặt đằng sau này không khác gì đá. Vâng. Cái thành đấy nó đẹp. Đúng là của quý có khác. Đúng là của quý về vâng. Lầu son. Chim quý về nhà lầu son. Bây giờ cây này nó mới vào vị trí thật của nó. Vâng. Nó vị trí thật nó đúng chứ. Tức là nhà Bác Hòa cũng là tốt, nhưng mà ảnh một cái hàng nó không là cái cây này cũng là cái vị trí khác thì cây nó không cần là vị trí này được. Nếu mà theo phong thủy thì em thấy là người châu Á mình, người ta rất là trọng cây dưới. Thật sự luôn, người ta rất là trọng cây dưới. Vâng. Chứ không phải là như người Việt Nam mình không hiểu. Như đây là cái này, tức là thực ra nếu như cái cây bình thường ra những người mà không ấy được nói, nó đã nghịch cây thì mình không thấy, nhưng mà đã thuần rồi đấy. Nói như một con đấy mình đã thuần hóa lên chưa thì là rất tốt của mình. À.
Quý vị và các bạn thấy tuyệt vời chưa? Xứng đáng không? 1.015 tuổi. 1.015 tuổi ạ. Hôm nào phải bác trường phải nhờ bên gọi là nghiên cứu sinh về người ta trích xuất xem là chính xác là niên đại của cái gọi là cụ ruồi này là bao nhiêu. Thực ra mà nói mình không biết, nhưng cứ vài trăm năm thì chắc rồi. Nói chung là ngoài đời người thì cái cái này có phải cái đứa nào cũng nó gần như một cái đứa bình thường để một to như thế này nó khó. Bây giờ cứ tính 100 năm đã vài đời người rồi. Đúng rồi. Thì nói gì đến tận vài trăm năm. Thời gọi là thời vua chúa ngày xưa. Anh mới xem chú Mạnh quay cái vườn của ông gì ở Văn Lang nhỉ? Anh Phúc. Mới hôm qua em xem. Vâng, hôm qua em mấy anh em xuống đấy. Đẹp đấy nhỉ? Cây nhỏ nhỏ. Đấy, con giống phong đẹp. Vâng, cây nhỏ nhỏ. Hôm qua anh định điện đây hỏi. Mà chú được quay hay quay những vườn nước thôi. Hay quay nhiều vườn nước. Đúng rồi. Úi dồi ôi. Bây giờ từ hết rồi. Hết quá, không biết luôn rồi. Lo đẹp quá, anh có thấy đẹp không? Đấy. Câu mình nó phát ra. Lo đẹp quá nên nó giống như kiểu nhìn thấy người đẹp cũng nhìn đấy. Rồi. Đây quý vị và các bạn có thể ngắm. Giới thiệu với quý vị và các bạn đây, trước mắt quý vị và các bạn thì là cái tác phẩm si cũng có thể